Đây. Đây, cái dây dương vào đây thì cái mạch này nó cấp vào một cái con diode nhỏ nhỏ đây. Còn âm thì âm màu đen này. Đây này. Đây này. Đây mình sẽ dùng hai cái nguồn song song để cho nó đủ áp. Âm đây âm tụ đây, trên này có hai con tụ đây, tụ 200V. Đó. Còn cái dây này dây lệnh. Lệnh chỉ cần cấp 12V rồi đó là nó đi xe nó cho sung ra thôi. Để mình cấp áp vào nhé. Cấp vào áp bình. Hiện tại là đang 6 x 2 12V. Mình cấp lên đi. Mình cấp cỡ 2V xem phải nó chạy chưa nhé. Mình bấm coi nhà bấm nút. Ôi chạy ra này. Chạy sung lên luôn này. Có điện áp bình cái là có cái nguồn quạt đấy chứ. Cái này nó cấp nguồn ra 12V. Nguồn ra 12V trên hai con tụ này, con tụ 16V. Thế thì bây giờ mình tăng áp lên. Tăng áp lên xem. Càng tăng áp thì cái xung kích vào cực G của cái con phét càng nhỏ lại, tức là con phét nó càng dẫn càng ít lên. Mình cấp ra đây 40V là trở thành 80V rồi. Hơn 40V. 45V là 90V rồi. 90V là xung gần như là xung kim rồi. Xung bé tí tí. Giảm đi. Mình chạm vào đây xem nó vẫn không tắt à. Nên là tắt là shut down thì là một nút khác à. Shut down chắc trên này có một chân shut down nữa. Mình sẽ nghiên cứu chân shut down của nó.